Chào mừng các bạn đến với Gái Excel. Trong bài học hôm nay, mình hướng dẫn các bạn hàm nhân trong Excel, hàm Product. Ở đây, giả sử ta có các thông tin vật tư, số lượng. Ở đây là kích thước gồm có chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Còn ở đây là hệ số. Mình cần tính tổng khối lượng. Thì với cái phép nhân thông thường ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ bằng này. Các bạn lấy số lượng nhân với cả chiều dài, nhân với chiều rộng, các bạn nhân với chiều cao, rồi các bạn nhân với cả hệ số ở đây. Ở đây các bạn thấy nhá, nếu mà hệ số các bạn nếu mà trắng ấy, thì kết quả nó sẽ bằng 0, tức là nó hiểu là cái ô trắng này nếu các bạn không nhập vào thì nó mặc định bằng 0 ạ. Đây mình kéo xuống, tất cả kết quả bằng 0. Có một hàm nhân trong Excel là các bạn dùng hàm gì ạ? Bằng product, là các bạn ấn tab. Thì các bạn chỉ cần kéo từ số lượng đến hệ số, tức là từ ô B3 đến ô F3 thôi ạ. Xong các bạn enter. Đấy, nó sẽ ra 588, mặc dù cái ô hệ số bằng rỗng, tức là cái hàm product này ấy, nó sẽ hiểu cái ô nào bằng rỗng thì nó sẽ hiểu là bằng 1. Đấy, ví dụ các bạn nhập 1 vào đây. Thấy chưa? Hàm product này nó kết quả nó không đổi và lúc này phép nhân thông thường ở đây là chính xác. Cái chiều rộng đây chẳng hạn, ví dụ mình nhập text vào đi, ví dụ gái Excel chẳng hạn. Đấy, với cái phép nhân thông thường ấy, kết quả nó sẽ ra là not value, tức là hàm này bị lỗi. Còn cái tổng khối lượng ở đây nó vẫn ra kết quả và nó hiểu là cái ô nào là text thì nó hiểu mặc định bằng 1 ạ. Đây ví dụ mình sửa cái rộng này bằng 1 nhá. Đấy các bạn thấy không? Kết quả nó vẫn bằng 9,8. Như vậy là cái hàm product này là hàm nhân, các bạn chú ý nhá. Thì những cái ô là bằng rỗng ấy hoặc là bằng text ấy, thì cái hàm product nó hiểu mặc định là nó sẽ gán bằng 1. Đây mình kết quả các bạn kéo xuống nhá. Đấy, tất cả những cái ô trống này mà hệ số mà không nhập ấy thì nó sẽ chỉ hiểu về kết quả bằng 1 hết ạ. Đây các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy. Thì thông thường ấy trong một số lĩnh vực ví dụ như xây dựng chẳng hạn, những cái hệ số mà bằng 1 ấy người ta ít nhập ấy thì cái tổng khối lượng ở đây nó sẽ không đổi, thì các bạn nên dùng hàm product. Cái ưu điểm thứ hai của hàm product là gì? Ví dụ mình có 13 thành phần và mình cần nhân số lượng của 13 thành phần này với nhau. Thì ở đây nếu phép nhân thông thường thì các bạn phải bằng, các bạn sẽ nhân từng thành phần này lại. Tức là các bạn phải gõ rất là nhiều ạ. Đấy, các bạn phải gõ lần lượt từng thành phần ở đây thì rất là lâu. Thì các bạn chỉ cần, với cái hàm product này các bạn chỉ cần gõ gì ạ? Bằng product. Đấy, rồi các bạn kéo tất cả các thành phần này. Các bạn enter là xong ạ. Đấy, rất là nhanh. Trong công việc của các bạn hoặc trong học tập ấy, nếu số lượng các thành phần cần nhân mà nó nhiều ấy, thì các bạn nên dùng hàm product. Còn nếu ít quá thì các bạn có thể dùng phép nhân hoặc product đều được ạ. Trong bài học hôm nay ấy, các bạn chỉ chú ý cho mình cái hàm product ấy. Thì nếu như ô nào trống ấy, thì nó sẽ hiểu mặc định bằng 1. Và cái ô nào là ký tự text ấy, thì nó sẽ hiểu bằng 1. Ví dụ các bạn gõ dấu cách ở đây chẳng hạn thế. Đấy, thì nó hiểu bằng 1. Đấy, còn cái phép nhân thông thường nó sẽ báo lỗi cho các bạn. Như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ Gái Excel. Xin chào và hẹn gặp lại.